Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 12 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới khép lại tuần giao dịch này bằng một phiên tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,43%, đứng ở mức 1.796,62 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ khép lại tuần này bằng một phiên tăng nhẹ, giao dịch ở mức thấp là 104,932 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin hiện tại trong xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn giao dịch ở mức 17.000 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa tuần này bằng một phiên tăng với tỷ lệ tăng là 2,81%, giao dịch ở mức 3,584% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này bằng một phiên giảm với tỷ lệ giảm là 0,42%, giao dịch ở mức 71,470 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong tuần này, trong số có 17 chuyên gia tham gia vào cuộc khảo sát giá vàng trong tuần tới, cả hai phe tăng giá và giảm giá đều nhận được 7 ý kiến tương đương 41%. Và 3 chuyên gia còn lại tương đương 17% dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới. Trong khi đó thì có 661 người tham gia thăm dò trực tuyến, có tới 450 người tương đương 68% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 115 người khác tương đương 17% cho rằng giá sẽ thấp hơn, trong khi 96 người còn lại tương đương 15% cho ý kiến trung lập với vàng trong tuần tới. Theo Sinlert, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại tại Wachasing cho rằng, sau khi mà giá vàng tăng mạnh vào hôm thứ Sáu thì ông hy vọng sẽ thấy một số nhà đầu tư chốt lời vào đầu tuần tới. Điều này sẽ đẩy giá vàng xuống thấp hơn trước thềm cuộc họp của Fed. Tuy nhiên thì ông nói thêm rằng tâm lý trên thị trường vàng đã chuyển từ bán khi giá tăng sang mua khi giá giảm. Điều này sẽ cung cấp một số hỗ trợ cho thị trường. Với rất nhiều điều không chắc chắn ngoài kia, các nhà đầu tư đang quay trở lại với những gì họ biết và đang tìm kiếm những tài sản mang tính an toàn, ông nói như vậy. Trong khi đó thì Arjun Day, chủ tịch của công ty quản lý tài sản Arjun Day Asset Management nói rằng ông hy vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn khi mà các nhà đầu tư mất niềm tin vào khả năng kiểm soát lạm phát của các ngân hàng trung ương. Có thể trong tuần này hoặc tuần sau, vàng sẽ vượt qua ngưỡng 1.800 đô la Mỹ trên một ounce và thuyết phục thêm nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường, vì rõ ràng Fed và ngân hàng trung ương châu Âu ECB sẽ không thể đạt được mục tiêu kiểm chế lạm phát mà không gây ra suy thoái, ông nhận định. Ở một thông tin khác thì quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust ngày hôm qua đã mua vào 2,31 tấn vàng, nâng lượng vàng nắm giữ lên 910,4 tấn. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Từ đầu tháng 11 đến nay, giá vàng nhẫn bố số 9 tăng khoảng 1,5 triệu đồng trên lượng, trong khi vàng miếng SJC chỉ tăng khoảng 100.000 đồng trên lượng. Cụ thể, giá vàng trong nước ngày hôm nay mùng 10 tháng 12, giá vàng nhẫn 24K giữ vững đà đi lên cùng chiều với giá vàng thế giới. Sau khi mà giảm mạnh vào cuối ngày hôm qua, đến thời điểm chiều nay, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 66,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,25 triệu đồng trên lượng với vàng miếng. Như vậy là tăng 150.000 đồng trên lượng so với giá đóng cửa ngày hôm qua, nhưng vẫn thấp hơn 150.000 đồng trên lượng so với sáng hôm qua. Tương tự thì giá vàng miếng SJC tại tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG hiện tại đang neo ở mức 66,3 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,1 triệu đồng trên lượng bán ra, không có thay đổi so với giá chốt phiên gần nhất. Nhưng nếu so với giá mở cửa ngày hôm qua thì hiện tại giá vàng miếng SJC tại đây đã bay hơi nửa triệu đồng trên lượng. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra của vàng SJC vẫn phổ biến ở mức 800.000 đồng trên lượng. Trong khi vàng miếng SJC trồi sụt bất thường thì giá vàng nhẫn tròn trơn vàng nữ trang 24K đang có phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp. Cụ thể phiên hôm nay, tại công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, niêm yết giá vàng nhẫn bố số 9 ở mức 53,4 triệu đồng trên lượng mua vào và 54,2 triệu đồng trên lượng bán ra, tăng 100.000 đồng trên lượng so với hôm qua. Nếu tính từ đầu tháng 11 cho đến nay thì giá vàng trên thị trường thế giới tăng thêm khoảng gần 165 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương 4,5 triệu đồng trên lượng. Cùng với thời điểm này thì giá vàng nhẫn bố số 9 tăng gần 1,5 triệu đồng trên lượng. Nhưng vàng miếng SJC lại không tăng đáng kể, gần như là không đem lại lợi nhuận cho người mua. Đến thời điểm chiều tối nay, giá vàng trong nước biến động ra sao? Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng,
mua vào 6.645.000, bán ra 6.725.000, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 đồng trên lượng. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.645.000, bán ra 6.727.000, tăng 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000. Doji Hà Nội mua vào 6.615.000, bán ra 6.700.000. Phú Quý SJC mua vào 6.625.000, bán ra 6.700.000, giảm 5.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.627.000, bán ra 6.698.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, giảm 1.000 ở chiều bán ra. Mê Hồng SJC mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.620.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.630.000, bán ra 6.750.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.615.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.712.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại thì vẫn giữ đà tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 15.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800.000 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.645.000, bán ra 6.727.000. STC Huế mua vào 6.642.000, bán ra 6.728.000. STC Bình Phước mua vào 6.643.000, bán ra 6.727.000. STC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.645.000, bán ra 6.725.000. STC Long Xuyên mua vào 6.647.000, bán ra 6.730.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.645.000, bán ra 6.727.000. STC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.643.000, bán ra 6.727.000. Cuối cùng là giá nhất một số 9 và một số là vàng nữ trang STC khác, hiện tại thì vẫn trong xu hướng tăng trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Vào thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhất một số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.320.000, bán ra 5.420.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.320.000, bán ra 5.430.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.290.000, bán ra 5.370.000. Cùng tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.186.8.000, bán ra 5.316.8.000, tăng 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.842.9.000, bán ra 4.042.9.000. Vàng 14K mua vào 2.946.000, bán ra 3.146.000. Vàng 10K mua vào 2.054.5.000, bán ra 2.254.5.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.